Hôm nay sẽ xin giới thiệu với anh em hai mẫu ba lô bán chạy nhất trong cái buổi livestream vừa rồi của mình về bên Sài Gòn Swagger. Và đây cũng là cái deal cuối cùng mà cho anh em nào mà chưa có được cái mẫu ba lô ưng ý trong cái năm học mới. Cho nên là chú ý nhá. Đầu tiên sẽ là cái mẫu ba lô full da của bên họ. Và cái mẫu này cũng có 4 mặt đều full chống sốc luôn. Tức là có cái lớp chống sốc cho 4 mặt luôn. Nên là anh em để đồ điện tử ở cái ngăn nào cũng rất là an toàn. Cái ba lô này thì nó có nhiều ngăn và form của nó cũng to nữa. Nói chung là với cái giá 850k thì chắc là khó có điểm gì chê để em nó rồi. Ok, và bán chạy thứ hai trong buổi livestream đó là chiếc ba lô mà vừa có thể đi học vừa có thể đi du lịch này. Ở cái form dáng đi học thì trông nó khá là nhỏ gọn, nhưng mà nếu như mà anh em cần đi du lịch mà muốn đựng thêm nhiều đồ ấy thì có thể mở rộng cái diện tích ba lô ra bằng cái việc này. Đấy, thì cái diện tích ba lô nó sẽ tăng gấp rưỡi luôn, rất là tiện, 2 in 1 luôn. Đó, hai mẫu ba lô bán chạy nhất. Nhưng mà nếu như mà anh em thấy cái giá của chúng nó hơi cao ấy thì có thể áp cái mã độc quyền này của mình xong thì mỗi chiếc ba lô này nó sẽ giảm được cho anh em 150k. 150k liền. Cái giá giảm nó khá là thơm, nhưng mà cái giá sale này nó chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày thôi. Cho nên là anh em nào mà thích mấy chiếc ba lô này thì có thể tham khảo sớm nhé.